Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với chương trình podcast do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Các bạn thân mến, công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết chưa bao giờ là dễ khi thiếu sự chung tay của người dân. Và để nói về vấn đề này, chúng ta hãy cùng theo dõi tâm sự của nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết nha. Trong cái quá trình mà công tác tại trạm y tế, phải nói là rất nhiều công việc nó có cái công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thì trong cái quá trình công tác của mình đã gặp những cái khó khăn, những cái kỷ niệm nào mình đáng nhớ? Ấn tượng của mình thì cũng nhiều lắm, tại đi kiểm tra rất là nhiều cơ sở, từ cơ sở nhà, các nhà xây này, rồi các chùa, các chiền, các điểm nguy cơ rất nhiều, rồi các nơi bán hàng cây cảnh. Nhưng mà mình ấn tượng nhất là cái hộ gia đình, người ta trồng cây cảnh rất là nhiều, người ta làm lu rồi người ta chứa đựng ra cha rất là nhiều. Thì mình cũng cùng với công an, rồi cùng với tổ dân phố, cùng với nhân viên phòng chống dịch, vị ủy ban xuống nữa để đi giám sát cái điểm nguy cơ này. Thì khi mà kiểm tra thì rất là nhiều cái quăng quăng. Thì mình có làm lập biên bản và nhắc nhở và nói cô là bây giờ cô phải xử lý. Thì nói chung là mình hướng dẫn cô cùng mọi người hỗ trợ cô luôn. Tại lúc đó mình thấy chỉ có một mình cô ở nhà thôi, thì xin phép cô là để tụi con hỗ trợ cô luôn, rồi để lần sau, một tuần sau tụi con quay lại thì tụi con kiểm tra. Thì lúc đó là có nghĩa là cô cũng cứ nói rằng là ở xung quanh đây rất là nhiều nhà mà sao có một mình nhà cô. Thì mình mới nói là không cô, con thấy có mình nhà cô thôi, con cũng vô kiểm tra xung quanh thì chỉ có phường của mình nhà cô trồng cây rồi có thôi, chứ những nhà xung quanh thì tụi con tìm không có. Thì mình cũng nói cô là đập biên bản xong thì cũng xử lý rồi, cũng hướng dẫn cô làm hết rồi, thì kêu cô có biên bản thì cô không có chịu. Xong rồi cô cũng muốn gây lên thì cô mới gọi thêm con của cô về. Thì thời điểm đó là mình đang mang bầu em bé khoảng được 7 tháng. Thì người ta, những cái người đó người ta không hiểu biết gì đâu, người ta chạy về, người ta bầm sao có chuyện gì, làm gì mẹ tôi. Thì mình cũng nói rất là tử tế, thì là anh, tại vì nhà anh đang xíu rất là nhiều đồ mà đang có rất là nhiều, thì em cũng có lập biên bản. Thì bây giờ lập biên bản lần đầu thì em nhắc nhở thôi, thì lần sau thì cũng mong gia đình hãy cố gắng làm sao cho sạch sẽ thôi, chứ để mà cái lăng quăng nó đắp danh các phường, như phường mình với phường 8 nó đắp nhau thì nó ảnh hưởng tất cả hai phường. Thì cũng mong là gia đình, thì anh nói anh cũng song vào muốn đánh mình ấy. Thì cũng may làm sao mà lúc đó cũng có công an đi theo, rồi cũng có tổ dân phố đi theo, thì cái chuyện đó nó cũng không có gì. Xong cuối cùng là cái vấn đề này cũng được đưa về ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, thì cũng có mời người ta ra để làm việc, thì người ta cũng có cái động thái xin lỗi mình. Vâng, rất là nhiều khó khăn. Vậy thì chị có mong muốn gì không trong cái công tác phòng chống dịch, mà chị muốn gửi gắm đến tất cả người dân trong cộng đồng, và đặc biệt là cái phường 10 của mình? Cũng muốn gửi gắm đến người dân của mình đó, làm sao đó là về nguyên tắc mình chỉ cần trong nhà mình sạch, ngoài nhà mình sạch, không có vật chứa thì mình sẽ không có lăng quăng. Một câu rất là đơn giản, không có lăng quăng thì sẽ không có sốt huyết. Và muốn không có lăng quăng thì chúng ta không nên giữ cái vật chứa, hoặc chúng ta vệ sinh thường xuyên trên bề mặt, rồi trên những chai nước, rồi trên những cái gì động nước xung quanh nhà của mình thôi. Rất là đơn giản, tại vì mình nhìn cái là mình biết liền à. Tại chung ví dụ nhà rộng, nhà lớn thì mình biết là cái nhà trong nhà mình có cái gì là mình biết liền. Các bạn vừa nghe tâm sự của nhân viên y tế trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì cần sự chung tay của tất cả cộng đồng. Các bạn hãy nhớ hàng tuần dọn dẹp nhà cửa, các vật dụng chứa nước dễ phát sinh lăng quăng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.